quý nhân giúp 12 con giáp có một năm 2021 sự nghiệp vẻ vang, tình tiền như ý. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đang trải qua những ngày tháng cuối cùng của năm 2020 và chẳng bao lâu nữa, năm Tân Sửu 2021 sẽ chính thức bắt đầu. Đứng trước thềm năm mới, có rất nhiều con giáp đang băn khoăn rằng liệu vận may tương lai của mình sẽ ra sao? Liệu mình sẽ được giàu sang, sung túc hay vướng phải vận xui, may rủi, tai nạn thường xuyên? Trong năm mới, ai ai đều mong muốn rằng những điều tốt đẹp, may mắn và bình an sẽ đến với gia đình mình. Cũng như sự nghiệp được thuận buồm xuôi gió, tài lộc ùn ùn kéo đến, tiền tiêu không hết, đặc biệt là trong năm mới sẽ có quý nhân chỉ đường dẫn lối. Ở mỗi người và mỗi thời điểm đều có quý nhân giúp đỡ. Chẳng qua bạn có biết nắm bắt lấy cơ hội hay không? Vậy quý nhân của 12 con giáp trong năm Tân Sửu 2021 là ai? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Một, tuổi Tý. Thứ nhất là đồng nghiệp giàu kinh nghiệm. Theo tử vi 2021, thoát khỏi năm Phạm Thái Tuế, người tuổi Tý sẽ có một năm 2021 với vận khí hanh thông hơn hẳn, thậm chí được đón nhận nhiều may mắn bất ngờ. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội thì nhiều khả năng bạn sẽ được cân nhắc lên vị trí tốt hơn hoặc được làm quản lý, lãnh đạo. Năm nay, tuổi Tý không thiếu các quý nhân giúp đỡ trên phương diện sự nghiệp mà dễ thấy nhất là những người đi trước, giàu kinh nghiệm hơn ở cùng một công ty. Đối phương sẽ giúp bạn đưa ra những định hướng đúng đắn, khiến công việc phát triển đúng hướng. Thứ hai là lãnh đạo và bạn bè. Công việc tiến triển ổn định cũng giúp tình hình tài chính có những bước phát triển rõ rệt. Năm nay, chỉ cần nghiêm túc, chăm chỉ làm ăn thì bạn chắc chắn sẽ thu được một khoản lời lãi, chẳng hề thua kém ai. Người mang lại tài lộc cho bản mệnh trong năm nay thường là lãnh đạo hoặc bạn bè thân thiết với bạn. Đặc biệt lưu ý các đối tượng tuổi Thìn và tuổi Thân vì họ có mối quan hệ rộng, giúp giới thiệu nhiều cơ hội đến với bạn hơn. 2. Tuổi Sửu. Thứ nhất là đồng nghiệp lớn tuổi. Bước vào năm Phạm Thái Tuế, lộ trình thăng tiến của người tuổi Sửu khá nhạt nhòa. Mặc dù có khả năng chịu áp lực tốt, nhưng vì bản mệnh chưa biết cách lựa chọn phương thức làm việc hợp lý nên hiệu quả công việc chưa cao. Trong hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn như vậy, chắc hẳn tuổi Sửu rất cần một người giàu kinh nghiệm lớn tuổi vực dậy tinh thần, và đó chính là quý nhân của bạn. Với kinh nghiệm phong phú của mình, quý nhân sẽ giúp bạn có cách xử lý thỏa đáng với những nhiệm vụ hóc búa. Thứ hai là vợ hoặc chồng. Tử vi tuổi Sửu 2021 thấy rằng tài lộc của bản mệnh có biến động khá lớn, khi được khi mất, tạo thành áp lực về kinh tế. Vì thế, trước khi quyết định làm việc gì, bản mệnh cần cân nhắc kỹ càng, lập kế hoạch tài chính cụ thể mới tránh được tình trạng phá tài. Quý nhân trên phương diện này của bản mệnh có thể là vợ hoặc chồng bạn. Đối phương có thể giúp bạn đưa ra những quyết định chính xác. Nhờ vào gợi ý của đối phương, bạn có thể tìm ra hướng làm giàu chính xác nhất. 3. Tuổi Dần. Thứ nhất là đối thủ cạnh tranh. Năm 2021 mang tới nhiều cơ hội thể hiện năng lực bản thân ở công việc hiện tại cũng như lĩnh vực mới. Sau khó khăn, thành quả cuối cùng của người tuổi Dần đạt được cũng khiến không ít người phải ngưỡng mộ. Quý nhân của bản mệnh có thể chính là những đối thủ cạnh tranh, người mà bạn không ngờ tới nhất. Họ chính là người khơi dậy ý chí chiến đấu cho bạn, khiến bạn không bao giờ đầu hàng nghịch cảnh, lúc nào cũng phải cố gắng hết sức mình. Thứ hai là lãnh đạo. So với năm trước, tuổi Dần có khởi sắc hơn về phương diện tài lộc. Tuy nhiên, hiếm xuất hiện tình huống mang tính đột phá bất ngờ. Muốn có được điều đó, đòi hỏi bạn phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần so với người khác. Quý nhân trên phương diện tài lộc chính là lãnh đạo của bạn. Có thể cấp trên sẽ nhìn ra được những tiềm năng ở con người bạn mà chính bạn cũng chưa nhận ra. Sau đó giao cho bạn những nhiệm vụ mang lại danh tiếng, tiền bạc cho chính bản thân mình cũng như tập thể. 4. Tuổi Mão. Thứ nhất là người cùng công ty.
Tuổi Mão luôn là người có suy nghĩ tích cực, thông minh và có tham vọng, vì thế mà sự nghiệp hứa hẹn có nhiều thành công rực rỡ. Tất nhiên, trước khi có được thành quả đáng mơ ước, bản mệnh cũng phải vất vả, tất bật hơn mọi người. Quý nhân trong năm nay của bạn chính là người cùng công ty, đó có thể là đồng nghiệp tiến cử bạn với cấp trên hoặc bầu chọn để bạn được giữ những chức vụ quan trọng, thể hiện được khả năng và tầm quan trọng của bản thân. Thứ hai là đối tác, khách hàng. Trong năm Tân Sửu, hầu như nguồn thu nhập chính của bản mệnh không biến động mạnh do cả yếu tố khách quan và chủ quan. Nguồn thu nhập phụ có tăng nhưng nó được đánh đổi bằng nhiều mồ hôi, công sức của chính bạn. Trong năm 2021, đối tác, khách hàng chính là những đối tượng mang lại tác động tích cực nhất đến cho túi tiền của bạn trong năm nay. Họ có thể ký kết những hợp đồng có triển vọng hoặc cùng bạn hoàn thành thắng lợi một mục tiêu chung. 5. Tuổi Thìn. Thứ nhất là đồng nghiệp. Trong năm 2021, tuổi Thìn sẽ có công việc bất thuận, làm ăn khó khăn, bị tiểu nhân quấy phá, mâu thuẫn với đồng nghiệp và cấp trên. Theo đó, tinh thần bất ổn, liên tiếp sai phạm, khiến tiền bạc tiêu tán, uy tín giảm sút. May mà trong khoảng thời gian khó khăn như vậy, đồng nghiệp sẽ luôn ở bên cổ vũ, động viên bạn, giúp bạn không bị lún sâu vào những suy nghĩ tiêu cực. Thứ hai là bạn bè cũ. Đường tài vận của bản mệnh cũng kém sắc, kiếm tiền khó khăn. Thậm chí một số tư nhân rơi vào tình trạng phá sản, lãi không bù được lỗ, cắt lỗ liên miên. Cơ hội việc làm đã không nhiều, trong khi đó các loại chi phí gia tăng, chi tiêu khá eo hẹp. Thật bất ngờ khi quý nhân trên phương diện tài lộc của bản mệnh lại là bạn bè cũ. Dù đã lâu không liên lạc, nhưng khi tình cờ gặp lại, đôi bên lại có nhiều quan điểm trùng lặp đến bất ngờ. Đôi bên có thể tìm ra cơ hội cùng hợp tác làm ăn. 6. Tuổi Tỵ. Sự nghiệp của những người tuổi Tỵ gặp phải khó khăn, trắc trở, chủ yếu là vì bản mệnh thiếu quyết đoán, thiếu nhất quán về mục tiêu và chưa có kế hoạch rõ ràng. Chỉ cần bổ sung được, chắc chắn sẽ thu về thành công rực rỡ. Đồng nghiệp tưởng rằng chỉ là mối quan hệ xã giao nhưng lại là quý nhân của bản mệnh trong năm nay. Đối phương sẽ giúp bạn nhìn nhận rõ mục tiêu của mình là gì, đồng thời cùng bạn thực hiện những nhiệm vụ hóc búa. Bên cạnh đó, trong năm 2021, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều quý nhân trên phương diện tài lộc. Đó có thể là người luôn tin tưởng, ủng hộ bạn trong mọi tình huống. Người đó sẽ giới thiệu cho bạn những mối làm ăn triển vọng, đáng tin cậy, khiến việc làm ăn thuận lợi hơn nhiều. 7. Tuổi Ngọ. Thứ nhất là người lớn trong nhà. Năm nay, người tuổi Ngọ vướng phải không ít khó khăn, cục diện hung hại, mang theo điềm báo tiểu nhân quấy phá, gây chuyện thị phi. Bản mệnh mất nhiều thời gian xử lý việc ngoài luồng, hiệu suất và uy tín giảm sút, còn đường thăng tiến vì thế mà làm trông gai. Thật may mắn, quý nhân của bản mệnh trong năm nay lại chính là người thân trong gia đình. Đối phương có thể giúp bạn lấy lại niềm tin vào bản thân, đồng thời đưa ra các biện pháp giải quyết hợp lý cho nhiều vấn đề hóc búa. Thứ hai là người thân. Xem tử vi tuổi Ngọ 2021, bản mệnh làm bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu, ít hoạch tài, bất ngờ, không quá nhiều may mắn. Bạn tự làm, tự ăn, không trông chờ vào vận may rủi. Về cơ bản, nguồn thu nhập chính có xu hướng tăng, các nguồn thu phụ cũng có, nhưng không nhiều. Thời điểm này, người thân chính là quý nhân giúp bạn tiếp cận với nhiều cơ hội làm ăn. 8. Tuổi Mùi. Trong năm nay, người tuổi Mùi khó gò mình trong khuôn khổ nhất định. Ở cơ quan thì mâu thuẫn với cấp trên, đồng nghiệp. Ở nhà thì xung đột với cha mẹ, bạn đời, khiến lộ trình thăng tiến vốn đã làm áp lực lại thêm nhiều chông gai. Những người đồng nghiệp giàu kinh nghiệm luôn có những cách ứng xử thích hợp trong nhiều tình huống khác nhau. Tin tưởng vào những lời góp ý, hướng dẫn của họ, bạn ắt sẽ tìm ra được cách giải quyết hợp lý cho vấn đề mà mình gặp phải. 9. Tuổi Thân. Thứ nhất là khách hàng mới. Công việc của người tuổi Thân dù ban đầu gặp khá nhiều thách thức, song nhờ vào chính khả năng xử lý vấn đề nhạy bén, cộng thêm một chút may mắn từ vận trình, cuối cùng bạn gặt hái được thành quả xứng đáng. Trong năm nay, những khách hàng, đối tác mới chính là quý nhân của bạn. Dựa vào sự tin tưởng dành cho bạn, họ sẽ giới thiệu cho bạn nhiều cơ hội làm ăn khác, giúp bạn tiếp tục thể hiện được thế mạnh của bản thân. Thứ hai là nửa kia. Công việc của bản mệnh đang trên đà thuận lợi, kéo theo tình hình tài chính ngày càng được củng cố và ổn định. Có điều, ổn định sẽ khó có được sự đột phá. Nếu muốn đạt được điều đó, bản mệnh phải chấp nhận đánh đổi bằng thời gian, công sức. Nửa kia sẽ luôn là người ở bên cạnh ủng hộ bạn hết sức mình. Hơn thế, đối phương sẽ sẵn sàng đưa cho bạn những gợi ý đúng đắn, góp sức giúp bạn hoàn thành công việc làm ăn
kinh doanh của mình. 10. Tuổi Dậu. Thứ nhất là lãnh đạo. Trong năm Tân Sửu, người tuổi Dậu phát huy tài năng thiên bẩm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, tham vọng thăng tiến mãnh liệt. Theo đó, hiệu suất công việc tăng cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mở ra nhiều cơ hội thăng quan, tiến chức. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi quý nhân sự nghiệp trong năm nay chính là lãnh đạo trực tiếp của bạn. Chắc chắn, cấp trên sẽ nhìn nhận được khả năng của bạn, đồng thời chủ động cân nhắc bạn lên vị trí cao hơn để bạn có nhiều không gian phát triển bản thân. Thứ hai là bạn bè. Nguồn thu nhập chính và phụ của bản mệnh trong năm 2021 đều tăng. Điều đó có nghĩa rằng dù là người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư đều có thể đạt được những mục tiêu tài chính của mình. Theo đó, con đường kiếm tiền, làm giàu không còn khó khăn như trước. Thời điểm này, bạn bè chính là người giới thiệu cho bạn những mối làm ăn có lợi. Chỉ cần giữ quan hệ tốt đẹp với mọi người thì bạn ắt sẽ mở rộng dần dần được mạng lưới xã giao của mình, cơ hội làm ăn đến tới tấp. 11. Tuổi Tuất. Thứ nhất là nửa kia. Công việc của người tuổi Tuất liên tiếp xảy ra những rắc rối, xung đột, khó mà thành công, chứ đừng nói tới việc thăng quan, tiến chức. Thêm vào đó, bản mệnh lại có xu hướng khép mình với thế giới xung quanh, bảo thủ trong lối suy nghĩ, hạn chế các mối quan hệ xã giao, mà vốn dĩ nếu làm tốt sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp. Nửa kia có thể không phải là người tác động trực tiếp đến sự nghiệp của bạn để bạn đạt được vị trí cao hơn, nhưng đối phương sẽ luôn là hậu phương vững chắc để bạn cố gắng tiến về phía trước. Những lời khuyên đúng đắn của người ấy đã giúp bạn định hướng được tương lai. Thứ hai là họ hàng. Tình hình tài chính của bạn có nhiều biến động hơn hẳn so với năm trước. Vận trình lúc thăng, khi trầm, được mất đan xen, khó mà có khoản dư để tích lũy. Đặc biệt, người làm các ngành nghề kinh phí. Đặc biệt, người làm những ngành nghề, dịch vụ, du lịch hay giải trí sẽ phải đối diện với nhiều rủi ro, khó khăn. Lúc này, họ hàng chính là quý nhân trên phương diện tài lộc của bạn. Họ có thể cho bạn vay tiền trong những lúc bạn cần nhất. Nhờ số tiền ấy, có thể bạn sẽ được thành công, khiến chính bản thân bạn cũng thấy bất ngờ. 12. Tuổi Hợi. Thứ nhất là đối tác. Trong năm, mặc cho những khó khăn mang tính thời cuộc chủ quan tác động, tuổi Hợi vẫn có nhiều cơ hội việc làm, vì thế không phải lo lắng nếu vấp phải những trở ngại ban đầu. Nhất là những ai vừa mới bắt đầu một công việc hoặc khởi nghiệp riêng cho mình thì lại càng phải vững vàng tâm trí. Quý nhân của bạn trong năm 2021 này rất có thể là những khách hàng, đối tác, những người đầu tiên đến với bạn và tin tưởng bạn. Họ cho bạn niềm tin vào bản thân và không đầu hàng khi đứng trước khó khăn. Thứ hai là người quen cũ. Tài lộc của bản mệnh cũng có xu hướng gia tăng trong năm 2021. Đa phần ở các nguồn thu nhập phụ như kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản. Thu nhập chính hầu như khó tăng, nhất là ở nhóm người làm công ăn lương. Ngược lại, nhóm người làm tư, làm chủ hoặc chuyên đầu tư lại có triển vọng tốt về thu nhập chính. Người quen cũ là quý nhân tài lộc có thể bất ngờ xuất hiện vào thời điểm này và giới thiệu cho bạn những mối đầu tư có triển vọng. Nên lúc như vậy, bạn nên nhanh chóng nắm bắt, chứ chớ nên chần chừ, e ngại. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.